Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu về những nỗ lực của tập thể những người làm báo, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên để xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, nhịp cầu nối của Đảng với nhân dân. Với các thành viên trong gia đình bà Trần Thị Quế ở thôn 4, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, từ nhiều năm nay, các chương trình trên kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã trở nên quen thuộc và là món ăn tinh thần không thể thiếu. Mỗi thành viên đều tìm được cho mình một chương trình yêu thích, phù hợp với lứa tuổi, mong muốn và quỹ thời gian hàng ngày. Cũng có những chương trình thu hút được sự chú ý của tất cả các thành viên. Đài Truyền hình Hưng Yên nói chung là rất nhiều chương trình. Thế nhưng mà chương trình tôi xem mà thường xuyên nhất là chương trình lịch sử trong tỉnh và cả thế giới. Nói chung các chương trình đều phản ánh nhanh và kịp thời, dễ hiểu. Tôi thì thích nhất cái chương trình mà thông tin về nhà nông. Ngoài ra thì còn chương trình tạp chí sức khỏe. Qua cái chương trình này thì xem thì nhiều cái áp dụng mà tôi áp dụng vào bản thân, thì áp dụng vào gia đình, rất là lợi ích cho cuộc sống. Cháu thường hay xem các kênh của Đài Truyền hình Hưng Yên cùng với ông bà. Cháu thích nhất chương trình học qua truyền hình. Khi mà dịch Covid thì cháu vẫn học ở nhà đầy đủ, không bỏ bài ạ. Ngoài ra cháu thích nhất xem các bạn nhờ vượt khó học giỏi ạ. Để có được sự tin yêu từ khán thính giả, các cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã không ngừng cải tiến kỹ thuật, thay đổi hướng tiếp cận vấn đề để nâng cao thời lượng phát sóng, chất lượng tin bài, kịp thời tuyên truyền đầy đủ các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, đổi mới ra mắt nhiều chương trình chuyên mục mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Tuyên truyền phổ biến các nghị quyết là tương đối tốt. Ngay gần đây tôi nói là về cái virus, tôi thấy xem là nghe phổ biến tốt. Thế rồi mặt thứ hai là về cái mặt chính trị, nhất là cái chuẩn bị đại hội đảng này, rồi từ xã, cơ sở xã, rồi huyện, tỉnh đều nói là chương trình rất là chi tiết. Kênh Hưng Yên phục vụ tất cả các lứa tuổi, nó có ích lợi cho nhân dân, nào là về khoa học kỹ thuật này, thế rồi văn hóa văn nghệ này, chính trị tư tưởng, thế rồi là học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên chúng tôi theo dõi Đài Truyền hình tỉnh Hưng Yên thì qua việc tuyên truyền về các cái mô hình làm kinh tế giỏi và các cái mô hình hợp tác xã hiệu quả thì chúng tôi thấy tức là được học hỏi cái kỹ thuật nuôi cá lồng trên sông Hồng cũng như là củng cố cái niềm tin và chúng tôi mạnh dạn đầu tư cao hơn để mang lại cái nguồn sản lượng thủy sản sạch để phục vụ nhân dân của Hưng Yên và nhiều tỉnh. Bên cạnh việc biểu dương các nhân tố điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cách làm hay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng dành thời lượng đáng kể phê bình các hiện tượng tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực. Nhiều tin bài phê bình sau khi phát sóng đã được các ngành chức năng, các địa phương đôn đốc chỉ đạo kiểm tra, khắc phục, xử lý, tạo hiệu ứng xã hội cao. Trong những năm vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã phát huy rất tốt cái vai trò phản ánh các cái thông tin, giúp Sở Tài nguyên Môi trường nắm bắt cái tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường để chủ động tham mưu an tỉnh và chủ động là có những biện pháp giải quyết kịp thời. Trước sức cạnh tranh của mạng xã hội trong thời đại kỷ nguyên số, hiện nay khán giả đòi hỏi sự đổi mới hơn nữa của đội ngũ làm phát thanh truyền hình Hưng Yên. Tôi vào Đắk Lắk được 20 năm rồi và thường xuyên xem và theo dõi cái Hưng Yên. Trong này bà con xa xứ thì làm ăn nhưng mà lúc nào cũng hướng về quê hương. Tôi cũng mong muốn là kênh Hưng Yên là mở ra một cái chương trình mà dành riêng cho những người xa xứ để cho mà người xa xứ vẫn có thể hòa mình vào sự phát triển của quê hương. Và mong quê hương ngày càng đổi mới tốt đẹp hơn. Trong môi trường báo chí năng động đổi mới cả về kỹ thuật và nội dung thì cái giải pháp cấp bách của đài chúng tôi hiện nay là phải tăng cường cái bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên, đội bồi dưỡng cái kỹ năng làm báo để làm sao mà đổi mới cái cách tiếp cận vấn đề, cách thể hiện tác phẩm để dân dễ hiểu, dễ nghe, dễ thấy và dễ làm theo. Chúng tôi tích cực tiếp nhận thông tin phản hồi của khán thính giả, tiếp nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân đối với hoạt động của Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Hưng Yên, tăng cường sản xuất các chương trình mang tính tương tác với khán thính giả. Và trong xu thế truyền thông mới thì Đài Hưng Yên xác định là cần phải chiếm lĩnh được cái không gian mà nó không chỉ bó hẹp
trong cái phạm vi, cái khuôn khổ của một tờ báo nói và báo hình. Và trong thời gian tới thì chúng tôi đã thêm một cái hạ tầng truyền thông mới là truyền thông OTT, tức là phục vụ khán giả xem mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị, xem theo yêu cầu của khán thính giả. Sự hài lòng, tin yêu của khán thính giả chính là mục tiêu quan trọng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hướng đến. Chính sự yêu mến và những góp ý chân thành của khán thính giả đã và đang là động lực để tập thể những người làm báo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cố gắng hơn nữa trong việc thay đổi để thích ứng với điều kiện mới, để xứng đáng là công cụ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, xứng đáng với tỉnh có truyền thống văn hiến, có nhiều nhà văn, nhà báo giỏi.